Chúng ta thực hành bài tập số 10 là hàm xử lý chuỗi và cái hàm điều kiện á. Mình cho có cái bảng dữ liệu như này. Tiến hành mình đi định dạng. Đây có 01, 02, 03, 04 này. Cái này là số tăng tự động. Ở đây á thì mình quét khối. Đầu tiên mình định dạng đó, mình quét từ đây qua đây, mình mặc cell đi, mình làm nhanh thì là nhanh chứ. Rồi đậm đỏ nha, vẽ khung vào con nó đây ha. Muốn đẹp chút xíu thì cho nó khung đôi, rồi đường nó khúc thì mình quét vô. Rồi ok, ở đây ha, mình quét khối, mình chọn word test canh giữa. Rồi à, mình canh giữa đấy, cơ bản gì là cũng đẹp hết các em. Ở đây mình có nhiều bạn sẽ không gõ vào được 01, 02, 03, tại vì mình gõ 01 thì nó hiểu là số thành số mấy các em, số 1. Thì như vậy á, để làm như vậy thì các em phải định dạng nó là chuỗi thì có hai cách. Cái cách thứ nhất á, là mình đánh vào cho thầy dấu nháy phía trước 01, nó hiểu là chuỗi thì nó nằm bên phải ha, 02 đánh dấu nháy vô, là cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai là mình định dạng nó là chuỗi thì mình quét khối từ trên xuống dưới, mình chọn format cell nhấp vào đúng bên này, mình thấy chỗ test không, thấy test không, test có nghĩa là chuỗi ha, test có nghĩa là chuỗi. Ok, mình chọn nó là test. Rồi tiếp tục mình đánh vào một là mình thấy nó tự động là nó nằm bên phải chưa, đánh vào 01 rồi 02. Rồi mình tiếp tục mình copy công thức cũng giống như chỗ khác ha, mình di chuyển cho chuột phải, mình kéo xuống thì tự động cái số tự động nó từ tăng lên các em. Thầy làm lại á, à chỗ này 01 này, 02 này, mình copy công thức xuống đó và tự động nó sẽ tăng cái số lên lấy 08 các em. Thì các em cứ vẽ lại thôi. Nhắc đứt thì mình cũng làm tương tự lại, mình định dạng lại cho nó nhau. Yeah, mình đã định dạng được cái chuỗi thì có hai cách mình làm. Một là mình đóng dấu nháy vào mình đánh, hai là mình quét khối mình định dạng nó là chuỗi. Hai quét khối định dạng chuỗi, quét khối từ đây tới đây. Rồi mình chọn nó là gì các em? Chọn đúng bờ, chọn nó là gì? Đấy, nó là chuỗi. Rồi là xong phần định dạng các em. Chúng ta đã xong cái phần định dạng rồi thì tiến hành mình làm câu hỏi. Câu 1 là điền vào cột mã xuất nhập khẩu, cột này là hai ký tự đầu của mã số đây, cái tự đầu mặt đầu mã số. À, chúng ta thì sử dụng là lấy hai ký tự đầu thì mình dùng cái hàm gì, hàm left, nhấp vào lấy hai ký tự đầu. Rồi xong rồi mình copy công thức xuống. Rồi hồi thì mình vẽ nó lại thôi, nó có kéo xuống nó có sai chỗ thì kệ nó đi, hồi chút xíu nữa mình vẽ nó lại. Thì tiến hành mình tiến hành là điền cột tên sản phẩm. Nếu biết ký tự thứ ba là G là gạo, D G là đường, T là than. Như vậy cái bài này á nó có ba điều kiện thì mình thực hiện là hai dòng if lồng vào nhau ha. Rồi tiếp tục mình xét.
ký tự thứ ba đầu tiên nè. Ví dụ mình lấy ký tự thứ ba, thứ ba là gì các em? Miết. Mã số ký tự thứ ba là G nè. Thì bắt đầu từ ký tự thứ ba mình lấy bao nhiêu ký tự? Một ký tự ha. Rồi đó, ví dụ vậy mình cắt ra được ký tự thứ ba, à G. Như vậy á mình mới xét nếu nó là G thì thằng nhà cháo về kết quả nó là gạo nè, G là đường, còn T là gì các em? T là than, đúng không? Thì như vậy mình sẽ tiến hành lập điều kiện vào nếu if if mở ngoặc nha, nếu ký tự thứ ba nó là bằng G nháy ha, nó là chuỗi, chuỗi thì mình phải là nháy kép là bằng G. Mình đánh cái nháy kép này kìa. Nếu nó là G á thì nếu là điều kiện đúng thì nó là cái gì kìa? Phải là gạo không? Rồi. Rồi. Như vậy nếu nó không phải là G thì nó là gì? D. D hoặc là gì? T. Mình chưa biết nó là thằng nào. Như vậy mới tiếp tục là nếu điều kiện đúng thì thực hiện công việc bột trả về giá trị là gạo, còn điều kiện sai thì mình trả về là đường cũng không đúng và than cũng không đúng. Như vậy tiếp tục mình mới xét theo điều kiện if làm vào nếu nếu như mà nó bắt ra ha, nếu nó là D dây á thì kết quả nó phải là gì? Đường. Như vậy mình là sử dụng cái hai dòng if lọc vào nhau ha. Yeah. Nếu nó không phải là dây thì chắc chắn nó phải là T, tại vì mình điều kiện G mình xét rồi, kết quả ngược lại là phải bằng D hoặc là bằng T thôi, thì ngược lại mình không cần xét T thì mình cho kết quả nó là than vậy. Rồi mình đóng ngoặc của cái if đầu, if sau. Thì mình chú ý nè, ví dụ mình thấy là mở ngoặc màu đỏ không, thì có đóng ngoặc màu đỏ không? Mở ngoặc đỏ, đóng ngoặc đỏ, mở ngoặc tím thì đóng ngoặc tím, mở ngoặc đen thì mình phải đóng ngoặc gì? Đen. Mình phải nhìn cái màu của cái ngoặc á, mình phải đúng, đánh đúng cái dấu ngoặc thì nó mới đúng được ha. Rồi anh em luôn. Đây, tại vì thầy đây nè, đánh vô nãy nó bị dính nè. Rồi. Rồi. Các em bỏ dấu vậy, thầy có thằng tay cho đó, thầy gõ thằng tay cho thầy bỏ dấu nha. Như vậy mình xét điều kiện nếu như miết B3 bắt đầu từ cái điều 3 mình cắt 1 là G, kết quả là gạo. Ngược lại thì nó là nó sẽ bằng D hoặc bằng T, thì mình phải xét thêm điều kiện nữa là nếu nó bằng D thì đường, ngược lại là than. Như vậy bài này, trong bài này đó, nó có 3 điều kiện. 3 điều kiện thì mình phải sử dụng hai dòng if lồng vào nhau ha. Hai dòng if lồng vào nhau. Tiếp theo là mình làm cái câu số hiệu. Số hiệu điền vào cột số hiệu, số hiệu nhận 3 ký tự cuối của mã số. Thì như vậy 3 ký tự cuối của một chuỗi thì dùng hàm RAI. RAI mã số phải 3 ký tự, đóng ngoặc lại. Rồi mình kéo công thức xuống. Rồi sau đó mình chỉnh khung lại là xong các em.
À, số hiệu là bằng Rai B3, 3 ký tự, tức là 3 ký tự cuối của mã số. À, như vậy mình đã thực hiện xong cái bài xử lý chuỗi cơ bản và kết hợp với hàm if. Các em hoàn thành bài tập.